cái niềm vui ở cái cuộc đời này, thật sự mà nói thì cái niềm vui trong cuộc đời này nó giả tạm nhất. Cái buổi mà chia sẻ mà quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc mà như Đức Lòng, rồi mấy cái hình ảnh mà người ta động đất mà ở nước ngoài chết người nhà sập đó, trời coi cái tự nhiên mình thấy đúng là vì thấy vô thường quá, nó quá vô thường. Hiểu được rồi, đúng là tranh danh đoạt lợi giành giật đủ chuyện, cuối cùng sụp đổ sạch hết chứ. Mà toàn là cái nghiệp cầm theo một đống để đi đọa lạc không, thấy không? Những cái cảnh tình đó mình coi đi, quý vị biết rằng là những Đức đưa những cái cảnh tình đó lên, có những người mà người ta keo quá keo mà những người ta nghe như Đức giảng người ta cũng mở tâm. Có những người ta đi đến chùa ta định cúng 50 ngàn, thôi coi cái cúng 500 luôn. Cái hình ảnh đó là cái lý giải của những Đức đưa vô á. Quý vị biết vì sao mà những Đức nuôi chúng đông gì mà những Đức chẳng có tiền không? Cái môn giảng của những Đức á, nó có một cái phương pháp giảng mà nó làm cho ta mở tâm ra luôn. Không đơn giản đâu quý vị à, nó thiệt luôn á. Nên nó làm nó thẳng luôn á. Những người ta mà nghe người ta làm thế đó, được liền gì đâu. Nhưng mà ta không làm. Không làm. Nó, người ta không chịu làm. Nó, quý vị thấy cái cách của những Đức không? Thấy những cái vô thường nên Đức bỏ vào. Nhưng mà nếu hình ảnh không thì ta không hiểu. Đưa buổi giảng vào, đưa cái lời nói vào để cho người ta nhìn thấy hình ảnh, có cái lời nói vô, để vừa lời nói và hình ảnh nó kết hợp lại, nó làm cho con người ta nhìn cái vô thường trong cuộc đời này, mà người ta mở rộng tâm lượng người ta ra. Thí dụ như bây giờ đi cái vòng hộ niệm Hòa Thượng xây đi, quý vị nghĩ đi, cái nơi đó là cái nơi tiếp dẫn người ta về cực lạc. Làm mấy cái chuyện đó thì chắc chắn là nó ý nghĩa 100%. Nên từ nơi đó mà mỗi người khắp nơi nơi mình nghe gì, việc tu phước tu duyên mà, việc tu phước tu duyên mà. Bây giờ nhà Đức nói rằng là Hòa Thượng mình ngày còn tại thế, nên mấy cái công trình đất đai này ngày xây dựng được, ngày làm được, tới đời như Đức khó. Nên những Đức nói rằng là có tiền bạc bao nhiêu như Đức đưa Hòa Thượng để ngày xây đi. Người này dùng được, người kia dùng được cũng không sao, ai dùng cũng được, miễn là cái tên chúng sanh là được rồi. À, có ý nghĩa mà. Ví dụ như thật sự mà nói, có nhiều khi những Đức nghĩ cả bên Đại Tùng Lâm đi chăng nữa, Hòa Thượng cũng không thể nào ngờ được mà hôm nay Đại Tùng Lâm mà xuất hiện ra một cái đạo tràng niệm Phật mà rình rang, mà từ ở chánh điện nhà văn hóa rồi thêm bảo tháp như Đức nghĩ rằng Hòa Thượng cũng không ngờ là nó lại hình thành như vậy luôn. Và không thể nào ngờ rằng ngôi chùa mà xây chưa xong gì hết trơn mà chưa gì hết trơn mà cái hình thành đại chúng khoảng 300 người, hơn 300 người. Cái này là thật sự mà nó không ngờ luôn quý vị. Đúng là chỉ có pháp môn Tịnh Độ này phát triển đạo tràng, công nhận là mau thiệt. Mà những Đức nói cái phát triển đạo tràng mau là ngay cái gì? Nhiệt tình lo cho người ta. Nên quý thầy bên cạnh như Đức nói một câu nè, công nhận cái cách của sư huynh, công nhận đặc biệt thiệt. Cả mà Tết nhất mà không cho nhận lì xì, đúng là cao minh, quá cao minh luôn. Thêm cái nó là gì? Nhận người không có nhận tiền gì, mục tiêu nhận người, đúng là quá cao minh. Những Đức hỏi chỗ nào gọi là cao minh, họ nói chuyện rất mạnh dạn luôn. Dù là cúng dường cũng là đem của cải cúng dường tam bảo hết trơn, mà toàn là cúng tam bảo không, chứ không có dính vô cái chuyện là tôi vô đây ở tôi đóng bao nhiêu. Nên rất mạnh dạn nói thẳng thắn luôn, cái gì là rẹt giải quyết. Thì những Đức nói rằng kinh nghiệm mà, kinh nghiệm của nhiều người chứ không phải kinh nghiệm của những Đức. Nhìn từ góc độ nhiều người làm mà kinh nghiệm. Quý vị biết rằng cái tâm lý của mỗi một con người, những Đức có thể nắm được nhiều thứ lắm. Ngay chỗ này nè quý vị, bây giờ những Đức nói thật quý vị biết chứ, con người ta làm có tiền cực khổ, người ta cũng muốn tu phước duyên lắm quý vị. Khi người ta nghe đạo người ta muốn tu phước duyên lắm, nhưng mà bây giờ người ta không tìm ra được cái chỗ người ta tu phước duyên. Những Đức rất tự tin luôn, cỡ nào người ta cũng cúng ở đây. Vì sao? Vì người ta thấy chỗ này làm rất tự tin luôn quý vị. Người ta thấy chỗ này làm thật, bao nhiêu chương trình người ta thấy làm thật làm thiệt. Vì đến chùa mới thấy rõ ràng, vừa xây lên là hai dãy nhà kính liền, ai không thích cúng không? Vừa xây lên chánh điện ta ngồi nheo nhóc như ta niệm Phật, ai không thích cúng? Còn cái chỗ mà phòng hộ niệm xây lên xong là sẽ có người vô nằm liền, ai không thích cúng? Phải không? Đó, thì người ta sẽ thích cúng thôi. Vì sao? Vì thành quả. Mục tiêu tôi là bỏ tiền ra để mong làm được việc lợi ích cho người ta.
Thì quý vị làm được như vậy là người ta cúng không nói vòng vo chứ nha. À, nhiều người người ta cũng có tiền lắm, nhưng mà tại vì sao người ta không bỏ tiền ra? Vì người ta thấy ngôi chùa xây lên không ai tu, thì người ta không chịu bỏ ra. Và người ta thấy rộng quá mà không ai có thể gì đó tu tập gì, có phương pháp gì, người ta không bỏ ra. Nhưng nếu quý vị mà tạo ra mà lợi ích cho chúng sanh đi, là có rất nhiều người ủng hộ. Muốn nói lên điều này để cho nhiều người chúng ta khi làm một cái gì mình nên nhìn cái lợi ích cho chúng sanh. Khi làm là có lợi ích liền thì tức khắc sẽ có người ủng hộ đó. Nên tất cả những việc này Đức làm như Đức tự tin dữ lắm luôn á. Tại vì bao nhiêu con người mà, bao nhiêu con người được lợi ích mà quý vị. Tương lai ở đây là nhiều người già được ở lắm nè. Rồi thêm bây giờ người già khắp nên quý vị coi, như ở đây kế một bên nữa nè. Cái này cũng là cái lợi ích cho một số người còn yếu yếu nè. Cái chỗ gì phòng khám đa khoa đại tùng lắm đó, cái bên đó thấy không. Ở đa phần người trong cuộc đời này 10 người á, là hết 8 người thích uống thuốc rồi. Chắc chỉ có 2 người gặp những đức là không uống thuốc thôi. 8 người đã thích uống thuốc rồi. Thuốc là giống như cái điều mà có người ta bệnh mà nói mà không uống thuốc là chuyện này lạ quá. Bệnh ai mà không uống thuốc? Vậy thì bây giờ một số người thích uống thuốc đúng không? Mà cũng thích tu nữa đúng không? Nè, kế bên luôn đó. Nó tu bên đây chạy qua đó khám. Còn nghe viết rồi muốn giảng sanh thì tự mà suy nghĩ lại. Nó hòa thượng này để cái bảng hay chăng chỗ đó luôn á, quay qua đây á. Vì nhìn phải có để cái bảng không? Phật A Di Đà là đại uy vương hả? Đó. Nên ngài Quần Nhất Đại Sư ngài nói rằng một câu A Di Đà là viên thuốc thần diệu. Nếu bỏ đây không dùng thật là dại lắm mà. Hiểu không? Đó, dùng viên thuốc này nó không có tác dụng phụ đâu quý vị à. Nó không có tác dụng phụ đâu. Một con người mà rèn mình á, mà dùng viên thuốc A Di Đà Phật này không là đặc biệt lắm. Đặc biệt dữ lắm. À, về sau con người mình nó có một cái nguồn năng lực gì kinh khủng lắm. Từ tâm lực, nguyện lực, nó phát nhiều cái lực từ bản thân mình ra nhiều lắm. Câu vật hiệu này cứ dùng đi, rồi quý vị sẽ thấy cái kết quả của nó lớn lắm. Người không hiểu á thì họ không chịu dùng, chứ mình hiểu được rồi mình sẽ dùng câu A Di Đà Phật này tới cùng luôn á. Nó như bữa đó những đức làm cái đoạn ký sự cái cô kia ung thư ngực đó, mà hình như bác sĩ chạy vậy mà bả niệm Phật, bả lễ Phật thôi, bả nghe mình giảng thôi. Vậy mà nhìn xác diện mới có giống ung thư đâu. Rõ ràng cái câu mà gọi là thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh, thọ mạng hết thì được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh, rõ ràng mà 100% luôn đó. Nên như hôm qua có một bà cụ ở bên Hậu Pháp, bà đâu 85 tuổi, yếu lắm mà ở chùa có thời gian cũng lâu. Rồi xong rồi đứa con gái lên rồi thấy mẹ cũng lớn tuổi, mấy cô chăm, thấy cũng tội nghiệp. Mà bà cụ thì bà già, bà đâu có tâm lực hiểu biết nhiều đâu. Thì đứa con nói thôi để con đưa mẹ về. Bà nói đưa mẹ về đi con. Không. Nên quý vị biết rằng con người mình mà khi đến cái tuổi già mới tu, vì tâm lực nguyện lực mình nó yếu, dễ bị người ta xây chuyện dẫn dắt, rất dễ bị người ta xây chuyện dẫn dắt. Còn khi mà mình còn trẻ mình tu, mình âm hưởng từ khi còn trẻ, âm hưởng tới tuổi già. Già nhưng mà con người mình có định lực mạnh không? Nó sáng, cái định lực rất là mạnh. Quý vị có ai đau chân thì thẳng chân, so chân cũng sao đâu. Nên nhớ là nó phải rèn luyện từ khi còn khỏe, còn biết. Nhiều người ta nói ô trẻ đi chùa làm gì, già đi chùa tầm vậy. Nên nếu mà đi đến cái ngôi chùa mà chỉ có thắp nhang bình thường thôi thì cái chuyện này thì tùy duyên. Nhưng mà đi đến cái ngôi chùa mà nghe giáo dục, nghe nó có lợi ích lớn á. Nó có thể dạy cho con người đó dù là còn trẻ, nhưng từ cái góc độ tư duy của người đó nó rất là sâu sắc. Cái góc độ tư duy của người trẻ nó rất sâu sắc luôn. Một con người trẻ mà nghe giáo dục Phật Pháp nghe, cái sự tư duy của người này rất là sâu sắc 100% luôn. Một đứa con nít mà nghe giáo dục đi chăng nữa nó cũng không phải bình thường nữa. Dù nó có học cao cỡ nào đi chăng nữa mà cái sức tư duy của nó rất là kém. Nhưng mà con người mà tiếp nhận giáo dục là con người này có sức tư duy rất là cao. Cái góc độ nhìn ngó của họ sâu sắc lắm. Và nhìn được con người rõ ràng lắm.
Quý vị biết rằng con người mà đọc sách xưa nè, tiếp nhận giáo dục Phật pháp nè, hiểu định lực nhân quả nè, coi những tư tưởng của người xưa nè, là con người này sẽ nhìn ra được con người. Chơi với ai nó cũng nhìn ra được con người hết. Nhìn được con người này gì, người này gì, người này gì, nó nhìn ra được luôn. Vì nó cọ vào sách vở người xưa, nó cọ vào lời kinh giáo mà nó nhìn ra được con người. Nó không phải xem bói xem tướng gì chứ, nhưng mà nó coi nhìn ra được con người khi qua lời nói, qua hành động, qua cái cách sống của người đó, nó sẽ biết ra con người đó là như vậy như vậy. Nếu con cháu mình mà được học như vậy, rồi con cháu mình làm chủ cả, quý vị thấy con cháu mình có sức tư duy cao, biết dùng người, áp dụng con người chỗ nào, địa điểm nào, rất phù hợp. Đó. Những đức tin 100% luôn á, con cháu mình còn nhỏ, nghe giáo dục Phật pháp nó không có tổn hại gì đâu. Có nhiều người nói vậy nè, thầy ơi, trời, con thích cho nó đến chùa lắm mà sợ đi đến chùa nghe thầy giảng giết nó đi tu luôn quá. Nó nói đi tu là nó có duyên nó mới đi tu được, chứ không mà nó đi tu được không có đâu. Ừ, nó có dễ đâu. Nó nói vô chùa nó ở vài bữa nó đi về, chứ dễ gì mà nó ở luôn trong chùa được. Con người ta tự nhiên á, làm giống như người ta đến mảnh đất Dạ Lam mà người ta có cái cảm giác gì, nó có nhiều đời nhiều kiếp người ta từng ở trong cái mảnh đất đó rồi, bây giờ người ta bước về giống như người ta trở về quê hương người ta vậy. Tự nhiên người ta thấy người ta thích, người ta ở đây, người ta không muốn đi về nữa. Nó là cái duyên của người ta, nhiều đời nhiều kiếp nó ở trong mảnh đất đó. Còn quý vị đi đến đây tu ngày bữa thôi chứ, hoặc từng hai tuần xong quý vị muốn về nhà mình ha. Tại vì cái mảnh đất mà mình ở là cái nơi của mình đã từng có duyên dày. Còn cái mảnh đất Dạ Lam thì quý vị có duyên đến trong khoảng thời gian chứ chưa ở luôn được. Chừng nào quý vị bồi dưỡng cái duyên mà tới giờ khắc đó đó mà vô ở luôn luôn á, thì quý vị biết rằng là đến lúc rồi đó, là trong đời kiếp nào nó cũng Iran, quý vị cũng tới lưu lưu Iran gì nè. Rồi tới thời điểm đó quý vị mới vô ở luôn. Mà ở luôn trong cái thời điểm đời kiếp nào đó ở luôn giữa chừng đi về, thì quý vị đi vô đây ở luôn giữa chừng thì phải cần được bồi dưỡng thì mới ở luôn cả đời. Còn nếu mà không được bồi dưỡng thì nó ở giữa chừng đó, tới thời điểm đó nó cũng về y rang như của đời kiếp nào nó sanh ra vậy luôn. Nên mới nói là nhân quả nó y rang à, nó không có khác. Nên quý vị biết rằng mình học Phật rồi, quý vị để ý đi, có khi mình đi đến cái nơi nào đó, tự nhiên mình đang đứng trên một cái bến đò này, tự nhiên mình nhìn cái con sông này, cái mình nói ủa sao mà trong lòng sao mà nó có một cái cảm giác gì đó với con sông này, như là nó quen biết từ thở nào nghe. Có mà. Tự nhiên hoặc là mình đi ngang một cái ngọn núi đó, mình đi ngang một cái nơi đó, mình nhìn cái tự nhiên mình nói ủa sao mà mình có một cái cảm giác thân thiện gì đó. Thì vị biết rằng là mình đã từng ở đó, nên bây giờ nó chỉ cần phớt ngang chỗ đó là nó có thấy ra chỗ đó gọi là thân thường. Giữa con người với con người cũng vậy luôn. Tự nhiên mình vừa gặp người này cái là mình muốn mời người này ăn cơm, mời người này uống nước, vừa gặp là thấy cảm tình liền. Có không? Trong cuộc đời mình rất có nhiều người gặp người đó, vừa gặp đã thương. Vừa gặp đã thương. Vì sao biết không? Vì nhiều đời nhiều kiếp mình đã có cái nguyện và cái hẹn. Cái nguyện và cái hẹn là gặp là thương liền. À, gặp là thương liền. Ngày xưa những đứa có một người bạn, mà khi người bạn đó những đức với những đức mà không có chơi chung nhau nữa, thì hai người nó có cái nguyện rằng dù bất cứ ở nơi nào vừa gặp nhau là chạy đến ôm nhau một cái. Thì bây giờ nhiều đời nhiều kiếp nếu mà gặp nhau là nó sẽ có ra tình trạng đó đó. Vừa gặp là thương liền, tại vì đã có cái nguyện vậy rồi. Cái nguyện là mình thương nhau quá nhưng mà thôi chắc mình hết nợ nặng nhau thôi chia tay, nhưng mà rất là quý nhau, nếu gặp bất cứ nơi nào cũng sẽ thương nhau nữa. Thì nếu như quý vị không vừa cực lạc á, thì đời kiếp nào gặp nhau là tức khắc ở trong cái cõi đời này, vừa gặp là tức khắc nó thương liền. Cái nguyên lý này nó rất là rõ ràng. Có những người tự nhiên mình có cái nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp tôi mà gặp mặt ông là tôi ghét ông, tôi quýnh ông. Thì quý vị biết rằng là đời kiếp nào cái thành quả gặp lại nhau, vừa gặp là mắc ghét. Quý vị có những người mà quý vị vừa gặp là quý vị chầu nó không ưa nổi, mà quý vị thấy nó mới bị ghét mà không lẽ mà làm cái gì đó mình không lẽ mình bực bội gì đâu, hiểu không? Rồi lúc đó quý vị học Phật mình phải nói lại, ủa sao kỳ cục cái chảo, người ta làm cái gì mày mà mày ghét, tự nhiên mày ghét người ta, mình nói vậy với người đó vậy, người đó nói không có làm gì mà tôi ghét, cái mặt gì đâu mà khó ưa, không ưa vô, thấy không? Là trong đời kiếp nó đã có cái sự quán thù đó, nên bây giờ vừa gặp lại là nó sanh tâm đó liền. Nhưng mà cái học Phật á, nó có thể chuyển chuyển được. Cứ quyển chuyển được nghe. Tự nhiên mình gặp người đó nghe, mình nói thẳng lên rằng tôi nói thiệt với anh hay chị, tôi với anh chị có cái nghiệp
gì trong nhiều đời nhiều kiếp. Tôi nói anh đừng có buồn hay chị đừng có buồn, tôi sao tôi gặp chị anh tôi ghét chậu là chậu, mà tôi không có muốn như vậy, nhưng mà nó ghét gai ghét đắng, nó ghét đắng ghét gai, nó ghét đừng có nói nữa. Bây giờ tôi nói thẳng ra để thôi, tôi xin lỗi chứ tôi không muốn như vậy, mà sao nó ghét như vậy đó, thôi từ hôm nay không có muốn ghét nữa, thôi nói ra rồi đó nghe, thôi huề nghe, bắt tay coi à, có cách không phải làm có cách đâu, nó quá dễ liền đó quý vị. Nhưng nếu quý vị không nói ra mà cứ ôm ấp cái tâm ghét đó đó, là nó cứ là nó làm cho mình để ghét, ghét 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 hoài trong nhiều đời nhiều kiếp. Mà phải nói ra rồi là mình sẽ hết liền, gọi là giải tỏa đó quý vị, giải tỏa đó, xong rồi đó. Nó có cách chứ không có cách đâu. Nhưng có những người mình vừa gặp mình thương cay, như không phải thương mà cay gì thương gì đâu mà quá trời thương luôn. Rồi xong thì mình thấy ôi sao kỳ cục, tự nhiên vừa gặp người này mà thấy thương quá trời thương vậy ta, bây giờ phải làm sao chứ không có được gì được. Nó cứ nao nao trong lòng, rồi nó ôm ấp trong lòng cái thương yêu người đó, nó cứ nao nao trong lòng hoài. Bây giờ mình không muốn điều đó. Khi mình đi đến chùa mình tu mà tự nhiên sao mình thấy mình thương ông thầy này kỳ cục, mình quý thương ông thầy nó kỳ cục gì đâu, mà vậy thì làm sao mà tu giải thoát bây giờ làm sao. À được rồi, thôi nghe ông thầy đức giảng hiểu rồi, mình lỡ mình nói thẳng thầy, thầy chắc con với thầy có cái nghiệp duyên gì, con thật sự không có muốn đâu thầy, nhưng mà con đi đến chùa tu xong nghe thầy nói chuyện con thương thầy sao mà kỳ cục, mà thương giết rồi làm như con có tình cảm với thầy, thật lòng là có tình cảm. Thì ông thầy ông nói à, thầy cũng có tình cảm với con cái kiểu này đó là trời, là trời. Con tính nói ra để mà quá giải mà con cũng không ngờ thầy cũng có tình cảm với con nữa hả. Cái là lúc đâu thầy cũng nói là chắc là thầy với cô có lời nguyện, có hẹn hò gì đúng không, nên thầy cũng định nói với cô mà cô định nói với thầy, cuối cùng cô nói ra thì đúng ý thầy, thầy cũng có ý đó nó trời là trời, muốn chạy thoát mà cuối cùng nó dính luôn là trời, là trời kỳ cục đấy ghê. Nhưng mà nếu như mà mình nói ra điều đó nghe, ông thầy nói à, không có gì đâu con, đó là nghiệp duyên thôi, chúng ta cởi mở ra để mình tu thôi. Thì con nói rồi xong là hiểu rồi, thôi chúng ta trong cuộc đời này nó vô thường lắm, nó không có cái gì tồn tại đâu con, thôi mình cố gắng mình tu rồi tự nhiên mình hướng về thế giới cực lạc thôi. Thì tức khắc cái tâm đó nó quá giải được quý vị, cái tâm đó nó không có bị nặng nề nó, nên cái con người mà tương tư mà không nói được nó khổ lắm. Nó tương tư là nó ôm ấp trong lòng á, vì thấy cái người mà thường tương tư ăn không ngon ngủ không yên không, là nó ôm ấp trong lòng mà nó không nói ra được. Nên con người sống trong cuộc đời này bất cứ cái gì cũng có thể nói được, nói ra để cho nó nhẹ chứ không phải gì chứ, nói ra đi, hãy nói ra đi đúng không, nó cỡ mở liền đó. Nên những đứa có nhiều buổi chia sẻ mà những đứa nói rằng là thí dụ như có những cô mới đi đến chùa, đi từ từ đi vô chùa gặp quý thầy đồ này kia rồi cũng dễ thương, kiểu như mà mấy ông thầy thì ông học kinh giáo rồi ông niệm Phật đồ, rồi ông không hút thuốc không uống rượu, ông hiền, nhìn thấy hiền quá. Rồi mình đi về nhà mình thì mình thấy như chồng mình nó nhậu nhẹt, rồi nói chuyện thì thấy nó chọc lóc và cộc cằn kỳ cục, mà đi đến chùa thì nghe quý thầy nói chuyện thì dễ thương quá, nói chuyện rất nhỏ nhẹ rất dễ thương, mà nhiều ông thầy hiền dễ thương chứ không phải như cái mặt Nhân Đức. Mặt Nhân Đức thì khỏi cần nói tới đi, cái mặt Nhân Đức là cái dạng là xóa sổ đi, không cần nói tới, hiểu không? Nhưng mà rất nhiều thầy nói chuyện rất là dễ thương, từ động tác, từ lời nói, từ ánh mắt, từ cái miệng cười dễ thương lắm, vì thấy là vì thương liền đó. Thì tự nhiên mình đi đến với cái tự nhiên mình thấy thương thì sao á, rồi thương giết rồi mình tự nhiên mình thấy tội nghiệp, thương rồi giết cái thấy tội nghiệp, là tự nhiên thấy người ta ngoài đời đàn ông người ta đi chơi cái này kia, còn thấy thầy sao tội nghiệp, đi tu không có được cái gì. Rồi tự nhiên thấy tội nghiệp cái muốn lo cho thầy, muốn mua cái này kia cho thầy, rồi muốn cái gì mà thấy được được cho thầy, mua sữa cho thầy uống, mua đồ ăn cho thầy ăn, rồi mua đồ cho thầy bận. Cái kiểu này là nhiều lắm nè, cái kiểu này rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ lại điện thoại, rồi quay phim, rồi điện thoại mà nói chuyện mà gặp hình ảnh chết. Cái chết ngay cái chỗ là trong phòng có một mình á, trong phòng có một mình đó, điện thoại rồi trực tiếp nói chuyện luôn, mà nó nói chuyện giết rồi nó thăng mặt, mà nó thăng mặt qua chiếc điện thoại chứ nó không gặp luôn á, nó thăng mặt qua chiếc điện thoại vẫn giỡn à, cho nắm tay cái coi cái bên kia cho hung cái coi bên kia đó quý vị biết chết ngay chiếc điện thoại mà có hình ảnh đó đó. Rồi cái lời nhắn tin á, cứ bên này nhắn 3-4 chữ, bên kia nhắn 3-4 chữ, cứ đối đáp mà ngồi có thể thâu đêm suốt sáng để nhắn vậy luôn, nhắn tới nhắn lui nhắn hoài,
viết rồi nó ghiền qua Facebook đó gọi là chết. Nên những đức nói vị Phật tử đi về đây tu nghe nhớ nghe. Chùa mình những đức không có chủ trương cái chuyện đó đâu. Nên quý thầy trong chùa mình mà ai mà như vậy là những đức không có chấp nhận đâu thật sự. Quý Phật tử nào mà lạng hoạn vô thì gán chịu. Những đức không có thích đâu. Thật sự mà nói quý vị về đây biết những đức á, 8-9 năm nay quý vị thấy có bao giờ những đức điện thoại cho quý vị hoặc nhắn tin cái gì không? Kỵ nhất là cái chuyện nhắn tin. Nên những đức nói quý thầy người ta có chồng có con, mình nhắn tin cho người ta biết đâu cái tin nhắn của mình vô tình chồng người ta coi được làm sao. Cái tin nhắn là nó kẹt lắm nha quý vị. Người ta mà có chồng, có con, có vợ, có con á, mình đừng có nhắn tin cho người ta tùy tiện nghe. Mình đừng có đùa đùa nhắn tin cho người ta mùa ngoài đời cũng vậy nè. Đừng có nhắn tin cái kiểu mà người làm nhắn tin cho sếp, hoặc là sếp nhắn tin cho nhân viên. Nhắn tin mà kiểu giỡn giỡn đùa không có chuyện gì, nhưng mà vô tình vợ hay chồng thấy được cái tin nhắn đó, từ đó về sau nó ôm ấp trong lòng sự bất an và lo âu vì vợ vì chồng. Quý vị thấy một tin nhắn mà hại người ta thấy chưa? Nên từ nó một cái tin nhắn của mình mà người ta thấy được, người ta lấy tin nhắn mình ta nhắn cho người khác mà nó xảy ra vấn đề. Cũng như ngày xưa như đức kể một cái câu chuyện mà cái cô này điện thoại mà có hình đó, thì cổ điện thoại cổ chat nói chuyện trên Facebook luôn này kia với người này thân quá. Cuối cùng có một lần thì cổ đang tắm thì cái điện thoại nó gọi đến cái đầu nó quay hết cái cảnh cổ đang tắm luôn, đang nói chuyện nó quay hết luôn. Rồi nó quay xong bên cái thằng bên kia nghe, nó quay lại hết xong nó mới tống tiền cổ vào. Nó bắt buộc cô này là phải ăn ở với nó luôn. Nếu không nó đưa cái hình ảnh nó lên trên mạng thì cái người này nghĩ rằng là cho một lần xong từ đó về sau nó trả luôn. Thì quý vị biết rằng là một lần xong nó trả cái phim khác thôi, còn ngoài ra cái phim gốc nó vẫn giữ được. Vậy mà chịu 3 năm chờ phải chịu với thằng đó gì. Và nó bắt phải lấy tiền trong nhà đem đưa cho nó luôn. Mà người phụ nữ rất là sợ, không dám nói cho chồng nghe. Vì nó nói rằng nếu cô nói cho chồng cô nghe thì cô sẽ bị chồng cô đánh đuổi ra khỏi nhà. Còn thà như vậy không ai biết hết thì không sao. Vậy đó quý vị, mà nó làm cho người phụ nữ này chịu mấy năm chờ. Cuối cùng người phụ nữ này chịu hết nổi à. Một lần nói thẳng với chồng luôn. Thì quý vị biết là người đàn ông nó ra mặt mới giải quyết được vấn đề. Rồi xong người đàn ông mới dẫn người vợ đến gặp Nhân Đức. Bây giờ vợ con như vậy, bây giờ con phải làm sao thầy? Nhân Đức nói tha thứ nếu anh còn thương. Tại vì sao? Một phần không phải là hoàn toàn vợ anh có lỗi, mà anh cũng có lỗi. Mình là người đàn ông đi làm kiếm tiền gì đi chăng nữa, mình cũng phải hỏi han gia đình mình, vợ mình sao sao, làm sao sao, công việc sao sao, có gì không, có gì phải cởi mở không, có gì phải nêu lên không, để mình cùng sắp xếp, mình cùng chia sẻ với nhau nghe. Mình phải, người đàn ông mình phải thường như vậy, mình phụ nữ cũng như vậy. Rồi mình phải thương con, mình phải hỏi con mình chuyện này chuyện kia, khi đi ra ngoài đi học sao sao, để có vấn đề gì hay không, để gia đình mình có sự nương tựa với nhau, để mà cởi mở để giải quyết vấn đề. Vậy thì nó rất là hay. Còn anh lo anh kiếm tiền, anh mặc kệ vợ anh không. Bao nhiêu năm nay vợ anh như vậy mà anh không biết ra. Chỉ có khi cũng buồn, có khi cũng buồn mà anh không có để ý đến cái vẻ buồn của vợ mình. Anh chỉ biết kiếm tiền, anh quên đi mất tiêu cái việc gia đình của anh. Nên cuối cùng xảy ra 3 năm chờ mà chịu như vậy trời. Nó cuối cùng nhà Đức nói nếu bây giờ anh thương vợ anh thì thôi. Đó cũng như là một bài học cuộc đời trả nợ đi. Anh hãy quên đi, mình là người đàn ông mà quên phước cho rồi đi. Để mình xây dựng một gia đình lại thì cái tâm lượng mình mới lớn anh. Chứ bây giờ anh bỏ vợ anh thì thật sự anh cũng còn thương mà. Rồi con cái anh thì sao? Thôi gói gọn lại đi, giải quyết xong vấn đề rồi. Vợ chồng cứ sống lại bình thường đi. Như Đức nói câu xong vợ chồng sống lại bình thường. Và lâu lâu cũng đi đến chùa mình tu hoài. Qua những câu chuyện đó quý vị biết rằng cái sự phát triển của xã hội này, nhưng mà nó có nhiều, rất nhiều cái sự tác dụng phụ. Nên chùa mình Như Đức đã nhìn ra được cái việc này. Nên Như Đức nói rằng chùa mình mà không xài điện thoại thì hay quá. Thật sự quý thầy không xài điện thoại rất là hay. Thường là quý thầy thường ở trong phòng có mình. Như Đức nói đây là quý thầy trong chùa mình đó nghe. Tôi không nói ai chứ nói thầy trong chùa mình đó. Quý thầy ở mình không như bên đây nè. Những Thịnh ở một phòng, những Quang ở một phòng, những Đại ở một phòng, một người không à. Nào, còn ghi Như Đức là yên tâm đi. Thật sự vì sao? Như Đức mới xài điện thoại. Với thêm cái nữa. Thôi, tờ giấy Như Đức nó lem hết rồi. Còn không có cái gì phải nói dòng do nữa đâu, hiểu không? Nó còn mấy ông mà trẻ trẻ đồ hoặc là ngoài đời cũng chưa từng trải hiểu đồ này kia rồi phiền lắm. Nên những đức cứ nhắc hoài như vậy đó để cho tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi, có khi mình đi vô chùa mình tu vậy mà mình đi vô chùa mình dính thêm ông thầy đó. Quý vị cẩn thận đó nghe chợ. Nó vừa bỏ cái cục nợ này mà lụm cục nợ khác tầm bậy, hiểu không? Nó lụm tầm bậy á, phải cẩn thận đó nghe. Tại vì sao? Khi ngồi nói chuyện nói dễ thương quá, với một nữa là nói rất là dễ thương.
Nên từ nơi đó mà quý vị không có kìm lòng được đâu. Nên những đức nhắc gì nên mấy cái bà sồn sồn đến đây giết nó cũng cứng cỏi cái tâm. Cũng hiểu được á, cứng cỏi cái tâm. Thí dụ như một người mà gặp mình mà nói ngọt quá, thôi mình tránh. Này nó không chân thật đâu. Cái người mà thà ban đầu nó bóp thẳng gì mà mình thấy còn yên tâm. Cái người mà như vậy thì nó đi đâu đi chăng nữa nó cũng không đến nỗi mình phải lo. Còn vợ hay chồng mình mà nó ngọt quá, nó dùng lời quá mỹ quá, thì mình biết là nó dùng với mình mê chết được, thì nó cũng đi dùng với người khác nữa. Nên cái người mà nó thẳng vậy mà không sao à, nó không có gì đó. Nên những đức sợ cái kiểu mà im mà mím cười rồi cười nhẹ nhẹ rồi nói chuyện quá mỹ rồi thôi kẹt lắm à. Nên những đức nói rằng khi coi lịch sử khổ nhất sợ nhất là vẽ tranh họa sĩ rồi đó thôi. Nó làm cho quý vị nó dễ mê mẩn lắm, hiểu chưa? Rồi viết thơ rồi viết văn đồ à chết lạ thôi, mà đem những cái dạng đó về là ưa khổ mình lắm. Thì tối ngày nó cứ lả lướt của mình làm muốn te tu, tay bồng tay bế mà cũng phải đi làm kiếm cơm. Thấy không? Cái nó khổ nghe quý vị. Nên từ nơi đó mà mình biết Phật pháp, mình hiểu quý vị ơi. Thôi bây giờ những điều như Đức nói đây, quý vị thấy Phật pháp mà không có nhân sinh sao ra Phật pháp, đúng không? Mà quý vị nghe không được á. Nhờ gì này mà nghe được nè? Nghe được cái người ta mới đến mà người ta thấy ồ thầy này giảng cũng gần gũi nghe. Nghe thấy có kết quả liền à. Tự nhiên áp dụng liền được, đi đến đâu vậy? Mình là người có gia đình rồi, hoặc là có chồng mà thôi chồng đi chăng nữa, thôi mình đã ngao ngán rồi. Bây giờ một hai đứa con đó mà bây giờ cái gì lãng quạng, người ta nói chết mà con mình biết được, nó kỳ cục dữ lắm. Thật sự nó rất là kỳ cục. Nên thí dụ như mình có chồng một đứa con, mà chồng mình với mình lỡ hết duyên hết nợ nhau xa nhau. Thí dụ như mình đi đến chùa mình tu, đừng có mua cái gì cho một ông thầy, tầm bậy quá. Những đức có bao giờ kêu bị mua cái gì cho những đức không? Những đức không có thích như vậy đâu. Nó thiệt, có cúng dường tam bảo đi. Chứ đừng có mua một món đồ cho ông thầy, cái đó là nó gầy dựng một tình cảm đó. Quý vị nói là người tu rồi không có tình cảm hả? Có khi nó còn tình cảm nhiều nữa. Nó đặt tình cảm nhiều để mà nó có cái vật chất, nó cũng như vậy luôn đó. Nên những đức nói những điều này cho quý vị nghe để nhận thức đi, khi đi về chùa. Nó không có đơn giản đâu, bây giờ mạng truyền thông nó phát triển mạnh quá. Nên con người ta chỉ một hai tin nhắn thôi. Bây giờ bấm chat bên đây, bấm chat bên kia, bấm chat bên nọ, ngồi một chỗ có thể đưa tin qua 3-4 người luôn trong một lúc đó. Ngủ chưa? Cố gắng ngủ sớm nghe, sáng công phu nghe, ngày mai công phu thầy kêu nghe. Thấy không, tầm bậy rồi đó. Cái này là tầm bậy rồi đó quý vị, tào lao rồi đó, thấy chưa? Chỉ nhắc người ta tu thôi, sáng công phu mà kêu cái gì? Cái tu không tu kệ mồ nó, mình tu kêu gì mà kêu tầm bậy tầm bạ. Ở đây có bao giờ mà nhà đức kêu chị Thư, kêu chị Mai không, kêu bà Chuyển không? Có đâu. Bao nhiêu năm nay biết thấy biết tôi rõ ràng, tôi có kêu bà nào không? Đến chùa tu đi suốt cứ gặp nhau ai với đạo Phật chào thầy thôi à. Chứ chưa bao giờ cái chuyện bao nhiêu năm nay, chỉ có cái Tết năm nay gặp nguyên một cái nhóm mấy cô mà mời trưởng đoàn đâu mười mấy bà, nói chuyện chút xíu. Bao nhiêu năm nay mới được ngồi chung nói chuyện gì mà mười mấy bà một lượt chứ không phải một bà nào. Thấy là rõ ràng luôn đúng không? Dù cỡ nào cỡ nghe quý vị, những đức thường nói với quý vị rằng đặc biệt nhất của chúng ta là gì? Đem Phật pháp giới thiệu. Chúng ta không có gì để ngồi nói chuyện với nhau mà cái gì này cái kia. Đã là một người phụ nữ, một người đàn ông, một người nam, một người nữ, nói chuyện không có nói cái chuyện gì. Nói một chút phải bẻ ra, bẻ vào cái lái khác. Bẻ lái tầm bậy. Nói chuyện chút là lái tầm bậy. Nó không lái tầm bậy thì không có câu chuyện. Nó ngộ vậy đó. Ban đầu thì chia sẻ Phật pháp, chia một chút rồi chia tùm lum. Nên đi chùa cẩn thận nghe, có chừng chia tùm lum đó. Thà ngồi gì mà nó chia Phật pháp nè, nó đâu có dám chia cá nhân đâu. Nhưng mà ngồi cá nhân là nó chia tùm lum, chia một chút rồi chia tay chia chân, chia áo chia quần, nó chia tá lả luôn. Đừng có nói chuyện đơn giản. Không, nhận đức nói gì quý vị kinh nghiệm khi đi về chùa lắm á, rất là kinh nghiệm luôn. Nên cái chuyện mà mình là một người phụ nữ có chồng tuyệt đối không có đi về chùa, mà nói là cúng dường cho một thầy đó một bộ đồ, cái quần cái áo, để cho ông tự mua đi. Mình cúng dường là mình cúng dường, thầy muốn mua mua đi, nó không có gầy dựng cái đó. Từ khi người ta khổ quá, người ta cằn quá, mình cúng dường cho người ta là để người ta muốn mua cái gì đó, người ta mua cái chuyện của người ta. Chứ mình đã có chồng là mình chỉ mua đồ cho chồng mình thôi.
Chứ làm sao mà mình lại mua cho người đàn ông khác mà nói không phải này là thầy. Ồ thầy chứ không phải đàn ông mà. Thầy không phải đàn ông hả? Lại cạo đầu không phải đàn ông nữa hả? Chắc là cạo đầu gọi là thái giám quá. Không lẽ cái quy tắc là đi cạo đầu là đi thiến. Vì nói nó cũng là đàn ông chứ nó là đàn gì, hiểu chưa? Nhân Đức nó thật sự, ví dụ Nhân Đức không đi tu đi, vợ Nhân Đức đi ngoài đời đi, mà nó đi chùa mà nó đi mua đồ cho người thầy khác, Nhân Đức đâu có chấp nhận đâu, không có thích như vậy. Nói tại sao anh ích kỷ quá? Không có ích kỷ đâu em, thật sự mà nói gì cái việc gia đình và tình cảm gia đình, hạnh phúc gia đình anh không thích như vậy. Vì em hãy suy nghĩ thật là kỹ đi, trong cuộc đời em đến với anh chỉ có anh thôi, không phải là ích kỷ. Nhưng mà để hạnh phúc một gia đình anh phải là như vậy. Anh không thể nào để cho em là một con người con phụ nữ nhẹ dạ tùy tiện như vậy, lâu ngày nó thành ra chuyện xảy ra, lúc đó giải quyết không được. Thà anh là người đàn ông, anh quyết định từ đầu, anh muốn, em muốn nói gì là nói, nhưng anh quyết định như vậy đó, không có được như vậy. Phải giải thích kỹ cho vợ mình nghe, là đi đến chùa chỉ có nghe pháp tu, chứ tuyệt đối không có ngồi on đơn nói này nói nọ, không có đi ăn chung, không uống đi cà phê chung, không làm điều đó thì được đi chùa. Còn đi đến chùa mà như vậy anh biết được là chết. Rõ ràng không? Đó, mình là đàn ông nghe vợ mình đi chùa mình cũng nhắc vậy luôn đó mấy ông ơi. Hãy nhắc như vậy đó. Đừng có bao giờ mình nói rằng trời ơi nó là vợ của mình, thức kỷ mồ. Sau này xảy ra vấn đề mình khó xử lý lắm. Rất là khó xử lý. Người phụ nữ nó gần ai là thương rồi đó. Nó kỳ cục, nó gần gũi là nó thời gian là nó thương à. Nó dễ thương dữ lắm. À, cái người phụ nữ quý vị biết họ không cần thương người đó, người đàn ông chỉ cần đến với họ trong cuộc đời họ thôi là họ sẽ từ từ họ nuôi tình cảm liền. Chỉ cần đến lo lắng cho họ chút chút là họ thương liền. Rất là dễ thương. Và họ cũng dễ quên nữa. Họ thương rồi mà họ gặp người khác lo cho họ thời gian là họ thương người khác, họ quên người này à. Mà họ quên rồi mà họ cũng không nói họ quên nữa. Mà họ gặp lại là họ nói còn thương. Trời ơi họ tham dữ lắm, họ không chịu buông đầu nào hết trơn á. Nên cuối cùng nó mới thâm vốn liếng. Con người chúng ta thành công trong cuộc đời này là đã cầm cái này, mà muốn cầm cái khác thì phải buông cái này để cầm cái khác. Còn muốn cầm cái kia là phải buông hết tất cả để cầm cái kia. Thì mỗi khi cầm là phải cầm đúng mục tiêu, chứ đừng có nên một lúc mà cầm nhiều thứ. Hai cái tay cầm mà hai cái chân ngoéo. Vậy thì quý vị nghĩ thì cuộc đời quý vị sẽ ra cái gì đấy. Nên sống trong cuộc đời này nhớ nè, thường tham là thâm à. Mà nó không có cái gì hết trơn á thì nó không biết tham bao nhiêu. Nhưng mà khi đã có rồi là tham. Mà tham thì giữ, giữ coi chừng mắt sạch luôn. Mà cuộc đời khó có được niềm vui lắm. Những bài chia sẻ Phật Pháp này nhân sinh đó quý vị. Nó vừa có niệm Phật giảng sanh mà nó rất là đặc sắc, đi vào lòng người những tư tưởng này luôn. Nó xác thực nhất rồi đó. Đó nên những đức nói với vị nghe chứ mục tiêu mình hướng dẫn Phật Pháp người ta là để người ta được lợi ích. Mà đã người ta được lợi ích thì người ta sẽ biết hộ trì Tam Bảo à. À người ta lợi ích là người ta sẽ biết hộ trì Tam Bảo liền vậy đó. Tại vì người ta thấy Tam Bảo giúp cho người ta được lợi ích, nên người ta được lợi ích thì người ta sẽ hộ trì Tam Bảo. Đó, nên những đức học Phật bây giờ tất cả các cô đi đến chùa mình thấy không? Mình thấy không? Mình đến với nhau thoải mái ghê cho vui ghê không? Đi vô chùa mỗi người mỗi việc, mỗi tay, mỗi việc làm việc lo giúp đỡ cho chùa. Người lên nghe Pháp thì cùng nghe, người lên tu thì cùng tu, người sắp đồ cúng thí thực thì đem ra dọn cúng thí thực. Nghĩa là mỗi người mỗi công việc chứ. Còn như đức tới giờ lên giảng Pháp mà, là xong giảng Pháp xong rồi đi ăn cơm xong rồi đi ngủ. Hỏi bây giờ chúng con ngủ ở đâu? Mấy cô mấy bà tự đi kiếm chỗ ngủ đi. Kiếm ở đâu ngủ được thì ngủ, hiểu không? Tôi đi kiếm chỗ của tôi cho nó chắc. Mọi người tự lo cái chuyện đó đi, hiểu không? Chứ bây giờ mà giờ chia sẻ Phật Pháp xong, ăn cơm xong rồi bắt đầu là thầy chúc con gặp thầy chút, cái bà kia chúc gặp, ví dụ như 11 giờ gặp bà này, 10 phút sau 11 giờ 15 gặp bà này, 11 giờ 20 gặp bà này, chiều nó ngắt ngay hết trơn. Vì sao? Nó mệt chết mồ luôn. Chia sẻ Phật Pháp 1 tiếng đồng hồ không mệt, mà gặp cái kiểu đó nó mệt ác đạn. Nên những đức chia sẻ Phật Pháp hoài được luôn là do những đức có gặp ai đó quý vị. Còn cúng dường chỉ nó bỏ thùng Tam Bảo sống khỏe re như bò kéo xe. Hiểu chưa? Đó. Nên thì biết rằng Phật Pháp nó lợi ích lớn dữ lắm đó nghe. Nhất là cái Pháp tu. Cái Pháp tu, cái Pháp tu rất là lợi ích. Những đức nói với quý vị nghe chứ, buổi sáng chỉ cần lễ Phật một thờ thôi thì con người quý vị sẽ thấy cái trạng thái con người quý vị liền. Nó thoải mái đừng có nói nữa. Cái thờ lễ Phật đó 45 phút không đơn giản đâu. Trời ơi, lễ Phật một thờ thì quý vị thấy cái trạng thái mình thoải mái. Bữa nào mà không lễ Phật quý vị thấy con người mình nó khù khờ làm sao, nó mệt mỏi làm sao á.
Tại vì câu A Di Đà Phật là tích tụ nguồn năng lượng rất là cao. Quý vị biết rằng là những đức tại sao mà cả ngày bao nhiêu việc gì mà lên là chia sẻ Phật pháp nó hừng hực à, nó có năng lượng nó mới nói chuyện gì á. Chứ nó mà không đủ năng lực cái cách nói chuyện không có thu nhiếp được đâu. Thí dụ như một con người mà nó không đủ năng lực cái nghe, không có năng lượng, họ nói chuyện quý vị nghe chán ngấy à. Nói một chút là buồn ngủ, ngủ liền. Bây giờ bao nhiêu con người gì ta những đức nhìn xuống nhà đức thấy đâu có ai mà ngủ gục đâu. Không thấy, nghe không? Mới bước vô thì nói chuyện mấy câu thì tự nhiên thấy có một hai người nghe. Nhưng mà một chút cái đầu này nó đi sâu vào được, nó tỉnh luôn quý vị. Nhất mà con người mà vui được là nó tỉnh. Mình làm sao làm cho người ta cười á là nó tỉnh à. Còn quý vị mà giả có hay gì hay mà họ nghe mà họ cứ một chút thôi nghe. À, giảng thiệt là hay luôn nhưng mà ngộ thay không cho họ cười á là họ ngủ. Thiệt luôn á, không cười là ngủ liền. Nhưng mà cười là tỉnh veo à nghe. Họ cười là họ tỉnh nhưng mà làm cho người ta cười không dễ đâu. Làm cho người ta cười không dễ đâu. Bây giờ quý vị nói quý vị thọt ép họ, họ cũng không cười nữa. Nó đã không cười rồi thọt ép cũng không cười nữa. Nhưng mà nó mà đã cười rồi nhìn mặt mình cũng mắc cười nữa. Mà muốn cho người ta nhìn cái mặt mình mắc cười thì mình phải làm sao? Niệm A Di Đà Phật. À, nó có duyên thì tự nhiên người ta cười à. Đó, thứ ba tới là ngày gì? Biết không? Ngày lễ anh em. Hiểu không? Bữa đó tổ chức cho mấy cụ già lễ tình nhân. Thứ ba. Quý vị biết vì sao mà chùa mình mà người ta sống vui quý vị? Sống động. Sống động, mày hiểu chưa? Chùa mình là gì? Sống động. Nên người trong chùa mình bao nhiêu trăm người sống vẫn là vui là vì sao? Sống động. Những đức á, lễ lọc ngày gì là có bài pháp. Lễ lọc ngày gì là có bài pháp. Ấn Tổ ngày nói một câu gì nè. Tôi á, khi nói chuyện á, tôi ưa nói gì người phụ nữ này kia lắm. Cả những cái việc mà ngày tháng mà những người phụ nữ nó có ngày tháng không lên chánh điện tu được. Tôi nói thì sao không được. Đó là cái việc mà nhân sinh của người ta. Chứ người ta đâu có muốn gì đâu, Phật nào mà trách như vậy. Chỉ có cái là mình mệt mỏi thì mình không lễ Phật được thì mình ngồi niệm Phật. Chứ mình lễ Phật được thì mình cứ lễ Phật chứ làm gì không được. Cái lý gì không được. Dơ giấy gì? Ai muốn dơ giấy đó? Có người phụ nữ nào muốn mình như vậy để dơ giấy không? Mà là do số phận cuộc đời người ta như vậy. Mà đã là số phận như vậy mà người ta còn không được lên lễ Phật thì phải là quá hẹp hòi, thiệt thòi với người ta không? Trong khi Phật Pháp thì từ bi mà. Ấn Tổ ngày nói tôi là những cái việc kín đáo nhất tôi cũng nói tôi vậy nè. Ai nói tôi là một ông tăng sao kệ người ta. Nhưng tôi vì chúng sanh mà nói. Vì đọc sách Ấn Tổ thì có câu đó đó. Nên quý vị biết rằng là tất cả những chương trình này, chương trình kia, lễ lọc những đức đều có một bài pháp mà. Như cái bữa đó quý vị sẽ thấy một bài pháp xuất hiện lúc 12 giờ khuya. Vì đón nghe đi. À, những đức giảng rồi đó. Kêu chú Kiệt cũng làm rồi, nguyên một bình hoa hồng bự tặng quý vị. Không? Kệ, nó vẫn là một ý nghĩa của cái ngày đó mình giải thích cho người ta nghe. Nó đâu phải chỉ là một cành hoa, một món quà, một nụ hôn là xong. Cuộc đời con người ta có thể cả đời người ta không lẽ chỉ có những giây phút một chút vậy thôi. Hoặc là một tháng, một năm chỉ có ngày vậy, không có đâu. Chúng ta phải bổ túc làm sao mà ngày nào cũng là vậy hết chứ. Vậy thì cái sống của người quá đặc biệt quý vị. Quá đặc biệt chứ đâu phải là chỉ có ngày đó thôi. Nhưng mà ngày đó là ngày nó tưởng nhớ để nhìn lại, để coi cái hành động của mình sao. Mà ngày đó cũng là ngày cơ hội rất lớn để đi phá thai. Quý vị ngoài đời quý vị đi tìm hiểu đi. Phải là ngày đó quý vị đi tìm tất cả khách sạn, phải là nó khó tìm phòng không? Những ngày khác thì còn ế nhưng ngày đó đắt lắm á. Một cành hoa, một món quà thôi đó, mà em phải te tu. Hiểu chưa? À, nếu mà không giảng gì quý vị sao cừ. Cái này mà không nói chắc ngồi nghe pháp hết ngồi nghe quá. Hiểu không? Đấy là gọi là nhân sinh sống. Để cho người ta nhìn được cái thảm họa của cái niềm vui. Thảm họa của niềm vui. Thấy không? Thảm họa của niềm vui đúng không? Đó. Lợn ha. Bây giờ ví dụ như tỏ tình chút xíu, cành hoa hồng, quỳ xuống cho em. À, anh quỳ một chút thôi, chút em sẽ biết.
Hay không, thấy thảm không quý vị? Tất cả phụ nữ đây hãy nhìn nhận đi, đúng không? Vài lời ngọt ngào, một cành hoa, một món quà mà em không khéo em sẽ thê thảm đó. Ừ, đúng chưa? Đó, lấy lòng thôi. Nhưng nếu là chân thật và nhiệt tình, là một cành hoa này là một cái nhân, con người đến với con người phải thật thà, nhiệt tình, hết mình đến với nhau. Và khi đến với nhau vì hôn nhân phải suy nghĩ cho thật kỹ. Rồi chúng ta phải chịu một cái trách nhiệm đối với chúng ta khi đến với nhau. Và sanh con đẻ cái, chúng ta có trách nhiệm để dạy con cái đàng hoàng. Có nghĩa là cái ban đầu của một cái lễ này để nhắc chúng ta một cái trách nhiệm khi giữa con người đến với nhau. Còn bây giờ ngày nay đó là cái ngày mà cơ hội, cơ hội dẫn em đi biển. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà cái ngày đó là cái ngày mà cũng nhiều người sát sanh vì nghiệp phá thai. Đó, nên bây giờ mình ở trong chùa thì thôi mấy bà cụ cũng là phụ nữ chứ cái gì. Thì già thì già chứ cũng phụ nữ chứ cái gì. Hiểu không? Thì mình tự nhiên ngày đó những đức mua tính ra cũng 50 cái bánh kem. Thì bà đậu tràng bên kia 18 cái. Đậu tràng bên Đại Tùng Lâm với Bảo Tháp 20. Còn nhiêu thì bên đây cắt người miếng. Rồi bên đây thì bánh hỏi. Bên Đại Tùng Lâm mà bánh hỏi. Bên Hộ Pháp bánh xèo. Hiểu không? Ai thích lỡ đó lỡ ngày đó tôi tổ chức lễ tình nhân cho. Hiểu không? Tôi sẽ tặng cho mỗi người một đóa hoa hồng. Chuyển nó là tặng hết cho bà luôn á. Lỡ đó đi. Ngày đó tôi bắt tivi lên hoa hồng bao la cho mà tặng thoải mái luôn, ai cũng có, ai cũng coi được chứ không có cá nhân ai, đúng không? Thì thấy không, đó nó bây giờ thích lỡ đó, vợ chồng đồ dẫn đến chùa đi ăn bánh xèo, ăn bánh hỏi qua đây, nó bánh kem đồ ăn, khỏi tốn tiền mà lại có tình cảm của với con người, được đến chùa, được nghe giáo dục nữa, hiểu không? Đó, thấy đặc biệt chưa? À, như vậy nó không có tạo nghiệp quý vị. Mà làm cho các cụ mình mới vui lắm mà. Như Đức lại có lời nói nghe. À, hôm nay là ngày như vậy nói cái mấy bà cụ cười quá trời luôn. Mấy bà cụ cười vui lắm quý vị. Mình làm sao mà mình tạo điều kiện cho người ta được vui, người ta được cười là hạnh phúc rồi. À, người xưa nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Vì sao mà mình giảng mà người ta thích nghe? Vì người ta được cười nhiều. Cười nhiều là người ta sẽ thích à. Quý vị công nhận không? Cười với nó đẹp. Khi quý vị cười á, là nhìn cái sắc diện quý vị nó hồng lắm. Rất là hồng hào. Và khi quý vị mà sân si á, thì nhìn cái mặt quý vị đen thui. Sân si là nó đốt tế bào của mình. Mặt đen thui. Còn khi mà mình mà vui hoan hỷ mặt nó hồng. Quý vị biết rằng á, tại sao nhà Đức ít bao giờ có tâm trạng buồn lắm. Ít bao giờ lắm, vì sao? Nhà Đức giảng pháp suốt sao buồn. Tất cả những cái gì nhà Đức buồn trong lòng nhà Đức đều nói ra hết trơn. Những đứa đều có cơ hội nói ra và lý giải cho mình và cho người luôn. Nên những đứa sạch sẽ những cái nỗi buồn trong lòng luôn. Cái điều chia sẻ là điều rất quan trọng. Đây là cơ hội rất là đặc biệt được chia sẻ Phật Pháp. Nên tất cả những cái gì u uất trong lòng, lo âu buồn phiền những đứa nói ra chưa? Nói ra mà được còn lý giải nữa chứ. Nhiều người giống như những đứa cũng được cởi mở luôn. Nên những đứa rất là nhẹ nhàng. Thường ngày ưa cười. Thấy chưa? Thấy không? Những đứa thường nói rằng bây giờ người ta hô gì nè. Mấy thấy cười chưa? Ở dưới nhìn xuống không? Ở dưới nhìn lên mới lộn. Ở dưới nhìn lên thấy không? Cười thấy hàm răng không? Vậy mà người ta còn thích cười mà. Cái vị cười đẹp quá thì cứ cười đi. Cuộc đời của người chúng ta sống mấy chục năm trong cuộc đời này quá ngắn ngủi. Chúng ta khổ thì sống thì không nên. Từ hôm nay gặp Phật Pháp rồi, bất cứ con người nào sống trong cuộc đời này đừng nên khổ để sống. Hãy vui để sống thì có ngày mai. Mỗi ngày có nụ cười là chúng ta có tương lai. Nhớ nha. Mỗi ngày có nụ cười là chúng ta có tương lai. Còn mỗi ngày không có nụ cười thì chúng ta không có tương lai gì hết trơn. Sự hạnh phúc niềm vui cuộc đời là cái gì? Là từ nội tâm phát ra. Chứ nếu như quý vị giàu sang phú quý mà mỗi ngày cái mặt rầm rầm, giàu mà đi đâu cũng đi quán xuyến rồi nhân viên rồi đi coi hàng hóa rồi mặt giàu sang tiền bạc cặp sách đi mà cái mặt đụng cái này chữ đụng cái kia chữ thì thôi quý vị không có tương lai gì hết trơn, vì thê thảm quá. Những ngày tháng đó là những ngày tháng thê thảm của cuộc đời chúng ta. Bây giờ chúng ta nghèo chỉ có 3 bữa cơm thôi, vậy mà vui được không?
Được chứ, tại mình không chịu vui. Nó bây giờ như chuyện trong chùa mình, nhà Đức có lo hoài lo cũng không xong. Nhà Đức thấy rồi, làm hoài làm cũng hết. Quý vị coi, vừa cái này thì tới cái kia. Nó bây giờ díu Quan Âm mà bắt đèn, mới bắt xong nguyên cái vàng đèn rực rỡ. Mà những đức, cái quan niệm những đức nha, cái nơi chùa chiền phải sáng. Vô thích chùa mà tối có sợ ma. Mà nói thiệt, mình vô chùa tối có sợ ma lắm quý vị. Nhất là vô bằng linh mà mờ ảo. Những đức khuyên những người mà chùa mà thờ linh nhiều nên bắt đèn rực rỡ ngay bằng linh. Linh cũng phải đèn sáng như chúng ta thôi, đúng không? Đèn phải sáng rực rỡ, đèn phải cho đẹp, thiết kế rồi bằng linh đồ nghe, hình ảnh để cho nó ngay hàng thẳng lối, cho nó đẹp bằng linh á. Cái này là cái quan trọng đó. Còn nếu được cái nữa, để cái tivi trực tiếp á, để hình Di Đà đồ á, chiếu chiếu hậu quang đồ á, ngay bằng linh á, hậu quang hoặc là chiếu 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 rồi đó, để ngay bằng linh, để thì máy niệm Phật, để gì cho linh người ta mỗi ngày ta niệm Phật nó muốn sanh cực lạc. Mà bước vô bằng linh cái thấy không có sợ ma. Còn bằng linh mà để đèn mà kêu đèn màu đỏ vì đèn màu đỏ mà thợ linh đó. Bước vô bằng linh mà thấy đèn màu đỏ, đèn bông sen màu đỏ rồi đó, bước vô nó ớn quá, vô đây cho nó lạnh, nó kỳ quá, đúng không? Còn gặp mà gọi là thợ linh mà đèn màu xanh nữa, vô mà nhìn da mình nó xanh lèo, nó vô đây sao ớn là lạnh kỳ quá, trời đỏ xanh kỳ quá, đúng không? Vô linh là phải đèn màu trắng, màu vàng kết hợp lại thì cái bàn thờ linh nó rực rỡ màu sáng lên. Ta vô ta thắp nhang ta cũng không sợ ma nữa, thắp nhang mà thấy thích lắm. Nó cái cảm giác đó gọi là từ trường thờ linh tốt. Nó nên chùa chiền phải bắt đèn cho nhiều à, buổi tối buổi chiều cái bắt một phát cái đèn rực rỡ lên để cho con người sống trong ngôi chùa đó thấy thích, sáng quá, hiểu không? Như díu ngâm đây quý vị biết lại ngồi đó mát cho quý vị thấy, đó là ngay ngọn gió mát dữ lắm. Chiến này mà lại ngoài đó này, ngay chùa mới năm nay nghe, tập trung vì lễ ầm ầm đúng không? Ồ, thật sự mà nói mỗi lần mà lễ lọc mà tu cái gì như Đức có động viên á, có nhiều cô nó thật sự với thầy con là dự định chuyến này không đi mà nghe thầy nói hai ba lần đi luôn chịu không nổi. Không, cái động viên người ta phải kiên nhẫn nghe quý vị, động viên kiên nhẫn. Như ngày xưa mà như Đức xấu mà như Đức chọc cô nào chọc như Đức lì lì ác đạn luôn, bây giờ đi tu cũng lì luôn. Hướng dẫn người ta mà khuyên người ta đi tu mà lì thì ghê, ngày nào cũng nói. Nhưng nhiều người nói bộ thầy nói hoài thầy sợ nhàm, tôi không có sợ nhàm. Tôi không có sợ nhàm, tôi ngày xưa mà tôi làm cái gì là tôi bền chí lắm, tôi nấu ăn là tôi nấu cho tới cùng luôn. Là tôi mà chọc ai được chọc cho tới, chừng nào mà người đó chửi tôi mà đến mức mà tôi thấy không được gì tôi mới đi. Chứ tôi không có bỏ cuộc dễ dàng đâu, ngày nào tôi cũng đến tôi nói một câu hoài, anh yêu em. Nói hoài cái mặt kỳ cục mặt xấu, đi ra chỗ khác hô, đi ra chỗ khác anh vẫn yêu em. Lì giết ghê, mưa gió thì cũng lạng đến giết vậy mà nhỏ thương luôn, trời là trời. Đúng lắm, đúng lắm, đẹp trai không bằng trai mặt, trai mặt là thành công. Sau này thành công rồi nói đúng là thấy anh thì xấu nhưng mà gần thấy thương. Tại vì sao? Lo lắng, nhiệt tình, vui vẻ. Không, cái lì nó ghê lắm nghe, nó không có giỡn đâu. Lì là ghê lắm á, lì mà phải chọn được mục tiêu để lì. Cho quý vị biết, giống như bây giờ mình gặp tịnh độ này mình phải lì, mình niệm Phật, ai nói gì nói. Niệm Phật là niệm Phật à, ai nói gì nói, cứ niệm Phật. Đã nhắm được mục tiêu rồi, chọn được mục tiêu rồi, quyết chí làm tới cục, hiểu không? Là thành công liền. Như hồi nãy câu đầu như thế nói, đi học mà chọn ngành, cái ngành đó là phải học cho tớ luôn để ra cái nghề đó chứ không nói vòng vo. Những Đức nói vì trong cái cuộc đời này bất cứ một cái nghề nào, ví dụ vì đi lượm bọc đi chăng nữa, mà vì lượm nhiều năm quý vị cũng mở ra một cái chỗ mà thu gom đồ mũ làm chủ luôn. Lâu ngày nó vẫn có thành quả của nó đó quý vị. Nhưng mà con người không kiên nhẫn là hoàn toàn thất bại, không kiên nhẫn là thất bại liền. Bây giờ quý vị ngồi đây cũng kiên nhẫn nè, đau chân chứ, nhưng mà kiên nhẫn ngồi là thấy hết thờ, sắp sửa, sắp sửa hết thờ đó, thấy chưa? Nhưng mà nếu không kiên nhẫn là giọt mắt tiêu liền. Tự nhiên á, đầu nghe, mình nghe, chân không nghe. Chân đứng là chạy mất tiêu, nó không nghe, thấy không? Rớt. Nó nên á, mình á nghe, đầu nghe, mình nghe, chân ngồi để nghe cho tao.
Thấy không? À, kiên nhẫn. Ôi ôi, quý vị chỉ có ngồi thôi. Còn những đức nói nè, lỡ quên sao? Lỡ không biết nói gì sao? Quý vị có cái chuyện mà khi mà mình đứng trước mọi người mà mình nói không được không? Có đó, vị lên đây thử đi. Lên đi vị nói vài câu thử đi, quý vị sẽ biết à. Nói vài câu thôi tự nhiên. Mà nó không cười được như người ta gì đâu. Khi không nói được nó ngập ngừng mà nó có cái gì nó nằm cái cuốn họng mình á. Quý vị nhớ ngày xưa mà quý vị đã yêu ai không? Mà gặp nhau không? Nó kỳ cục ghê, mình gặp người đó là mình chưa gặp, mình đã suy nghĩ ở nhà. Gặp phải nói này nghe, nói này nghe. Nói nè, nhiều chuyện nói lắm. Nói tá lả âm binh. Vừa gặp một cái quên mất tiêu quá trời rồi trời trời. Rồi đại tính nó già quá trời, luôn viết giấy thẳng luôn, giấy nó mất tiêu luôn rồi trời. Trời ơi, đại gặp nó sợ quá, xé tấm giấy mất tiêu. Nó kỳ cục như vậy ơi. Đó gọi là gặp đối thủ đó. Gặp đối thủ trong lòng mình, tự nhiên nó rụng rờ tay chân quên sạch nhất. Còn ngồi không nói được cái gì mà cứ bứt lá cây. Ngày xưa mà dưới quê mà cặp tình nhân nào mà nó ngồi nói chuyện ngay bụi chuối là xé lá chuối tè tua. Nó xé tẹt 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 tẹt. Nó kỳ cục, nó không nói chuyện được thì nó bứt cỏ. Con người mà nó rất là lạ. Vì sao mà người ta gặp nhau mà ta uống ly nước thì biết vì sao? Vì không có chuyện gì nói nên uống nước. Ngày xưa mà chân đức mà trời ơi, không có chuyện gì nói mà gặp thì muốn nói, cứ uống nước hoài, uống chung cái bình, cái bụng trên bình. Quý vị nói này là xác thực nhất luôn đó quý vị, phải không? Nó run sợ rồi tự nhiên nó mất hết cái tâm trí của mình. Nên con người mà giữ được trạng thái bình tĩnh thì nó thành công rất là dễ. Con người mà run sợ là mình sẽ mất hết cái tư tưởng của mình luôn. Mình nhớ ngày xưa rõ ràng mà, ngồi ngay bụi chuối chợ là chợ cỏ Mỹ rồi cỏ lông gà gì bứt tá lả bình, rồi bứt chú không còn gì thì móc đất liền. Liên sẹt sẹt chút chó bay ra sữa chạy muốn gần chết. Nó tại mày mày tào lao tới ghê luôn tự nhiên. Cái gì đâu mà kỳ cục. Tự nhiên run sợ lên không biết làm gì, lấy tay xé lá chuối. Tẹt tẹt tẹt. Cái nhà người ta kế bên nói ai xé lá chuối vậy? Nó chậu là trời mày sao tào lao thì mày xé lá chuối gì vậy? Chạy ra nó chửi mày chết bây giờ. Nó ôi ôi quý vị, con người mà nó run sợ là nó mất hết ý chí à. Nên con người mà duy trì được cái ý chí của mình mà mạnh mẽ là con người nó không run sợ. Mà suy nghĩ kỹ ra run sợ làm gì? Run sợ nó không giải quyết được vấn đề, mà mình hiểu được mới làm được. Còn không hiểu là nó run ghê lắm. Bình thường vị lên đây nói là cái ngã của mình, là cái ta của mình. Và tự nhiên nó thấy người ta nghe mình không biết mình nói đúng hay không. Nó vừa nhiều cái tâm trạng nó gom lại. Khi vừa lên đây cái những cái thứ đó nó lấp ngay cổ họng mình nói cái nó gì. Cái tiếng bình thường thì gì mà tự nhiên bữa nay lên cái nó nghẹt, phải không? Nó nghẹt lại mà nói không được. Đó, đó là gì? Run sợ, mất lý trí. Hiểu không? Nó không bình tĩnh nữa. Những đức nhớ ngày xưa mà lúc mà cấp còn nhỏ, chọc mấy đứa nhỏ rồi dẫn đi chơi. Mình hồi xưa là cái thời bằng quần jean quý vị. Quần jean á, ngồi mình nói chuyện mình không biết nói một cái gì, mà mình muốn nói lắm mà không biết nói cái gì. Cuối cùng nó ngồi kế bên mà tay nó run nè. Run nè. Bưng ly nước rồi làm nè. Nước lên rồi không biết nói gì. Cuối cùng chút buông nước xuống thì không có cái gì, mà bữa đó ngay cái chỗ không có cây chuối. Cuối cùng tự nhiên cái đầu cầm dây đinh tiêu quần cái tự kéo sột. Tự nhiên cái con nhỏ ngồi kế bên với nhỏ bạn ngồi kế bên nó nói én ơi én, ma én luôn. Mà nói một trời trời mày vô duyên, mà tự nhiên xong rồi bị kéo dây tiêu kỳ cục, cái thứ gì vô duyên cái ghê. Về nhà mấy ông bạn nói mày khùng cái gì tự nhiên ngồi nói chuyện không nói, kéo danh tiên sụt sụt bài kỳ cục. Nó chọn chặt tay rung quá trời rung, tôi hết biết cái gì hết trơn, sợ quá trời sợ. Nó kỳ cục lắm nghe quý vị. Tình cảm nó làm cho ta sợ kinh khủng như đó quý vị. Đã từng yêu quý vị biết, mà nó sợ kỳ cục lắm. Tự nhiên hết biết cái gì trơn, tự nhiên kéo danh tiên sụt. Nhỏ kia tưởng đâu mình định làm cái gì tầm bậy, nói ma nó chạy mất tiêu. Mình về mình nói trời ơi mày khùng cái gì tự nhiên kéo ra tia chi mày bắt trợn á. Về mình lấy cái tay này quýnh cái tay kia, mình nói mày cái tay mày khùng cái gì tự nhiên xong mày kéo ra tia chứ nhát hít, cầm tay còn không dám mà kéo ra tia làm gì. Trời ơi quý vị thấy không, nó đây là những điều những đức nói với vị nghe nghe. Khi con người mà run sợ thì hoàn toàn mất lý trí. Vì thì cặn tử nghiệp mà sợ chết thì hoàn toàn mất đi cái tâm niệm Phật giảng sạch.
Vậy thì cái người niệm Phật giảng sanh là gì? Là lúc bình thường không sợ chết, lúc bình thường không sợ bệnh, lúc bình thường không sợ mất mát gì. Thì lúc cắn tử nghiệp cực kỳ bình tĩnh, nó mới đề xướng được câu Phật hiệu. Chắc chắn nó mới đề xướng được câu Phật hiệu. Còn nếu như mà lúc bình thường cái gì cũng sợ, cái gì cũng lo, người này không phải là người niệm Phật giảng sanh. Người niệm Phật giảng sanh là lúc bình thường họ không có sợ cái gì hết trơn, thì mới là niệm Phật giảng sanh. Quý vị kiểm lại đi, người mà niệm Phật giảng sanh là toàn người rất bình tĩnh. Đụng duyên đụng cảnh gì họ cũng rất là bình tĩnh. Như vậy thì người này mới là gọi là công phu niệm Phật. Còn nếu như người niệm Phật mà đụng cái gì cũng sợ là quý vị không phải là người niệm Phật đâu, chắc chắn quý vị luôn. Quý vị còn nhiều cái phải dính, nhiều cái phải buộc quý vị quá. Cái thứ gì quý vị cũng sợ mắc lắm. Nó, chồng tôi, vợ tôi, con tôi à. Chồng tôi, tôi đặt vai trò chồng tôi là số 1, chồng tôi là đặc biệt nhất, coi chừng thất vọng. Coi cô kia của nó, thầy, con nói thiệt với thầy chứ, con đã từng tin tưởng rằng chồng con là số 1, từ đẹp trai, nói chuyện dễ thương, nói chuyện mà coi là hoa mỹ, nói chuyện trội, nghe một cái là chết được thầy ơi. Con nói thiệt trong lòng con là chồng con là tuyệt vời nhất luôn. Vậy mà cuối cùng đổ vỡ ra chồng con có 2-3 bồ nhí. Có nghĩa là con giống như từ trên núi cao mà rớt xuống như thế. Quý vị thấy chưa? Đối với con người không phải là hoàn toàn nghi ngờ, mà cũng đừng nên hoàn toàn tin tưởng. Chúng ta hãy suy nghĩ rằng con người nó có cái tính của nó, chứ đâu phải đặt cái tính của nó vào cái tính của mình được. Nên có, mình nhìn người ta thì vậy, nhưng mà tâm người ta thì lại khác. Nên chúng ta phải chừa lại cho mình một lối thoát. Đúng không? Mình phải chừa lại cho mình một lối thoát. Mình có thương ai đi chăng nữa, mình cũng có cái câu thòng: lỡ anh bỏ em thì sao? Đúng không? Mình hỏi mình á. Mình hỏi mình thì đừng có nói với người ta là lỡ anh bỏ mình thì sao. Anh là số 1 trong lòng mình, nhưng nếu anh bỏ em thì sao? Em số 1 trong lòng anh, mà nếu em bỏ anh thì sao? Mình đặt câu hỏi gì? Bây giờ tôi thương con tôi vô cùng, tôi lo cho con tôi, mà lỡ con tôi bắt hiếu với tôi rồi sao? Đặt câu hỏi trước đi. Mình đặt câu hỏi trước để có giải đáp đi. Nếu nó không có cái giải đáp đó, mà con mình tốt đẹp, chồng tốt đẹp, vợ tốt đẹp thì không sao. Nhưng nếu lỡ xảy ra vấn đề như vậy trong cuộc đời mình thì sao? Thì mình đã có giải đáp rõ ràng, thì ta cũng phải sống. Đúng không? Thì ta cũng phải sống, và ta cũng phải cười, ta phải sống cho tốt hơn nữa, chứ không thể nào đi vào con đường bế tắc được. Vậy thì cuộc đời quý vị mà nghe gì rồi là nó không bao giờ cái chuyện, vì sẽ đi vào cái tác dụng phụ là chúng ta không còn một cái gì gọi là vướng víu. Tại vì mình hoàn toàn mình bỏ vào họ là mình vướng víu vào họ thôi. Khi họ buông tay mình ra một cái là mình kiểu như là gọi là chốc gốc luôn. Quý vị nhớ nghe, chỉ có cái tâm toàn ý là bám vào ai mới là toàn tâm toàn ý. Phật A-di-đà. Nhớ. Trời ơi, Phật A-di-đà ngài chung tình dữ lắm. Ngài không bao giờ phụ tình quý vị. Quý vị đến với Phật A-di-đà bao nhiêu thì ngài sẽ trả lại cho quý vị bao nhiêu. Quý vị đến bao nhiêu thì trả lại cho quý vị bao nhiêu. Quý vị đến với con người thế gian này chưa chắc quý vị đến với họ một, mà họ đến với quý vị một. Chưa chắc họ, quý vị đến với họ 10, mà họ đến với quý vị 10, chưa chắc đâu. Nhưng mà Phật A-di-đà quý vị đến với họ với ngài bao nhiêu là ngài sẽ trả lại bao nhiêu 100%. Ngài không bao giờ trễ hẹn, chắc chắn với quý vị luôn. Đó, con người còn trẻ gặp nhau hẹn thứ ba lễ tình nhân, gặp nhau ngay cây chuối gần cây cầu khỉ. Lúc ban đầu thương quá lỡ trước thời gian 10 phút để đợi. Lúc ban đầu mà thương quá đến trước 10 phút. Nhưng sau này khi được rồi, hẹn gặp đến trễ nửa tiếng. Tại vì sao? Vì được rồi nên trễ nửa tiếng, chưa được thì đến trước 10 phút. Còn Phật A Di Đà là 100% khỏi cần lo. Giờ khắc nào ngài đến thì ngài đã tính rõ hết rồi. Đúng giờ khắc đó ngài sẽ đến. Ngài không bao giờ lỡ hẹn. Nên chúng ta hoàn toàn toàn tâm toàn ý với Phật A Di Đà, niệm A Di Đà Phật là chắc chắn. Chắc chắn quý vị sẽ có kết quả ha. Buổi học tập hôm nay cũng có nhiều tư tưởng quý vị. Nên thứ bảy quý vị nên về đây để mà chúng ta cùng tu học. Nó cái đoạn này thời gian nói chuyện ít, nhưng mà nó thật sự chất lượng. Ít người mà cũng mát. Cái chánh điện này mát nha. Gió thổi vô hiu hiu ha. Mà chánh điện này ngồi nghe pháp thấy nhìn xuống sao ai cũng đẹp hơn chánh điện bên kia. Đúng không? Chánh điện này ngồi nghe pháp đẹp hơn chánh điện bên kia. Biết gì sao không? Biết không?
đèn và cái màu này á, cái màu này nó làm cho mặt của Vi hồng lên, không thấy mụn. Hiểu không? Không, mà nó thật sự mà nói cái này chỉ là phụ thôi, còn cái chính nhất là quang minh phổ chiếu, Phật lực gia trì, quang minh phổ chiếu, được tắm mình cho quang minh nên vô cùng quang hỷ. Kìa, có câu dưới đó con ngu gục mà dễ thương nghe kìa. Chưa ngủ gục mà còn thấy con dễ thương, tại vì sao? Được tắm mình trong quang minh đó. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Ai với đồng phật. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh